Rồi, chào mấy anh em nha. Hôm nay mình lên cho anh em con Ơ Châu nha anh em. Đó, Ơ Châu 451 nha anh em. Đây, hàng của Nhật Bản nha. Hàng bãi Nhật nha anh em. Đó, tay em cổ nó nè. Đó, tình trạng là cũng còn máu mới nha anh em. Đó, chút sơn chút đỉnh đây nè. Đó, tem bộng thì còn nha. Đó, sơn đẹp nha anh em. Rồi, nổ máy luôn. Thử máy cho anh em coi luôn nha. Hợp anh em nào đi khai thác chẻ gỗ xẻ gỗ nha anh em. Đó, 451 ha. Rồi, báo giá anh em là 1 triệu giữ bao ship nha anh em. Đó, làm xích full máy nha anh em. Đó, rồi 1 triệu giữ bao ship, anh nào ưng thì liên hệ mình nha. Đó, rồi.